chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh ẩm thực và du lịch tiếp tục giới thiệu và chia sẻ cho mọi người biết một cái món cũng khá là phổ biến ở Sài Gòn, đó là món bột chiên. Thì hôm nay mình đang có mặt tại giao lộ Phùng Khắc Khoan và Điện Biên Phủ. Hướng trước mặt mình là công viên Lê Văn Tám. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết về một cái món bột chiên. Cái món này cũng khá là được nhiều người ăn. Và tuy là một cái xe với một cái dù nhỏ vậy thôi nhưng mà đã bán được hơn 30 năm rồi. Đó, thì chúng ta cùng lại hỏi ông bà cụ ở đây buôn bán nha, cái bột chiên này bao lâu và công việc hàng ngày như thế nào. Nó chỉ đơn giản chỉ là một cái xe bột chiên thôi nha mọi người, nhưng mà đã sinh sống giúp cho ông bà cụ sinh sống hơn 30 năm. Ở đây chắc chắn là món bột chiên là chủ yếu, còn gỏi bò nữa, thì gỏi bò không biết có hay không thì tí mình cùng hỏi ngoài nha. Chào ngoại, ngoại mới bơm gì hả ngoại? Bơm cho hơi cho nó lên. À, bơm hơi. Bây giờ ngoại chiên chiên trước luôn à ngoại? Đốt cho lò cho nó nóng, chứ đâu chiên trước đâu. Dạ. Thích là chờ, không thích thì trước kia ngoại có bán món gì không? Hay là chỉ một mình bột chiên thôi? Gỏi khô bò ngoài cũng bán luôn. Nên như mọi người cũng đã thấy thì cái xe này nó khá là cũ kỹ, nó cũng đã là lâu rồi. Và đơn giản là chỉ có vài cái dĩa và bột chiên và một cái chảo lớn để mình chiên cái bột chiên lên. Thường thường ăn bột chiên là người ta dùng ăn với trứng gà. Để đây, mình sẽ cho mọi người thấy ở đây có gì nữa. Ồ, hình như cái này là tóp mỡ nè. Và đây không thể thiếu đó là bột chiên. Bây giờ ngoại đang chuẩn bị sửa soạn những cái đồ mang về. Do khách đến mua bột chiên thì có mang về liền luôn. Ngoại ơi, ngoại bán ngay góc đường này là hơn 30 năm rồi đúng không ạ? Ngoại là mấy giờ ngoại ngồi dọn ở đây bán ngoại? 3 giờ chiều. Dạ. Rồi đến mấy giờ là mình dẹp rồi không? Bây giờ dẹp 11 giờ dẹp rồi, không có 11. À 11 giờ đêm. Không có bán khuya. Dạ. Thì ngoại bán một phần như vậy thì bao nhiêu tiền? 30.000 một phần. Là gồm 30.000 một phần một trứng, còn ai ăn 2 trứng rồi 30. Dạ, cứ thêm trứng thì tính tiền thêm vậy ngoại ha. Rồi cái bột chiên đó là làm từ cái gì ở ngoài? Bột gạo xay ra nó giống như bánh xèo vậy đó, xong mà nó hấp 24 tiếng đồng hồ. Dạ. Nó cứng rồi mới được cắt chứ nó không có cứng là không có cắt được. Wow, hấp 24 tiếng. Giống như mình khuấy hồ vậy đó. Để ngoại làm, ngoại lớn tuổi ngoại làm cái đó có cực không ngoại? Không cực. Rồi cái đồng tiền ta cũng khó, không có nghĩa là con ơi. Dạ. Hấp 24 tiếng đồng hồ có ra được cái bánh đâu. Làm bột gạo chứ đâu phải như ta làm bột này bột kia thì ta làm được, chứ mình không có làm được. Gạo ngâm xong rồi rửa cho sạch sẽ xong mà đem xay. Xay xong rồi bỏ vô xửng hấp, xửng bự rồi nè. Dạ. Bỏ vô có cái miếng vải để tám trắng á, bỏ vô bồng hấp. Khi nào mà nó tới bánh là nó cứng rồi bắt đầu mới ra được. Ra được có cách chứ không phải tự nhiên mà ra cách đâu. Dạ. Ta học quá, ta hấp bột mà ta bậy đồng bả thì ta làm khoa không được. Rồi ngoại nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại ha? Gần 70 rồi. Gần 70. Ông mình là 72. Dạ. Thì ngoại có nghỉ ngày nào không? Ngày rằm hay ngày lễ lớn ngoại có nghỉ không? Ngày nào cũng ra bán. Dạ. Bán xuyên suốt luôn. 30 Tết là nghỉ ngày 30 mùng 1 thôi, mùng 2 ra
Ủa ông ơi, cho con hỏi cái bình này là cái bình gì vậy ông? Bình ga, nhưng mà giờ ta chế bình dầu. Dạ, bình ga, bình dầu. Dạ, con thấy thường thường giờ người ta đa số làm một là bếp ga, hai là củi, mà ông vẫn còn dùng cái bình dầu này. Dạ. Đây, với cái xe bột chiên như thế này thôi nhưng mà ông bà cụ đã bán được hơn 30 năm rồi. Và bếp của ông cụ dùng là bếp dầu. Rồi, mặc dù trời mưa nhưng mà ông vẫn bán hả ông? Không có ngày. Không ngày nào nghỉ hết. Không ngày nào nghỉ, chỉ có mùng 1 Tết là nghỉ thôi. Dạ, quanh năm suốt tháng. Ở đây con thấy mấy người nước ngoài hay đi bộ qua thì có dùng món bột chiên của mình không ông? Có, lâu lâu có hai ba đứa vô ăn, dùng ăn một tía thôi. Dạ, ăn chắc ăn thử á. Hai đứa ăn gì kiểu ăn thử vậy đó. Dạ. Hai đứa kêu chỉ ăn. Đó, ông bán tại cái điểm này là được chính xác là bao nhiêu năm không? Đó là đúng 31 năm. Đúng 31 năm. Năm dạ. 90 giờ. Dạ. Thì con thấy có điều lạ nhất là có cái đó có phải tóp mỡ không ông? Tép mỡ đó. Dạ, tép mỡ. Cho ông vậy đảo là để cho nó chín hai mặt. Nó đều, chín đều hai mặt. Rồi nó tròn thì mới đập chín vô. Một phần đầy đủ trong đó là nó gồm có gì không hả? Thì trứng với bột thôi. Rồi ai ăn hành thì bỏ vô, còn không ăn hành thì thôi. Rồi có tóp mỡ nữa không? Tóp mỡ. Là một phần đầy đủ là trứng, hành, tóp mỡ. Đúng. À, như vậy là giá 20 ngàn. 20 ngàn. Vẫn là giá đó mấy năm này không dám lên giá. Mấy năm rồi không lên giá. Không được giá đó thôi. Dạ. Ai ăn hai trứng thì thêm bánh luôn là 30. Thì như ông cũng vừa chia sẻ với mình là bột chiên của ông chỉ có 20 ngàn một phần thôi. Ở khu quận nhất mà chỉ có 20 ngàn một phần là quá giá quá bình dân. Và đặc biệt khi mọi người muốn tìm cái quán này cũng dễ thôi. Đến công viên Lê Văn Tám, ngay đường Phùng Khắc Khoan và giao lộ Điện Biên Phủ. Ngay giao lộ này sẽ có cái xe bột chiên của ông cụ. Đây là cái món bột chiên mà ông bà cụ bán ngay góc đường Điện Biên Phủ và Phùng Khắc Khoan đây mọi người. Thì mình cũng ăn vừa gọi một món. Thì ở đây ngoài ra còn có khô bò nữa, nhưng mà thôi mình ăn bột chiên. Đây là đồ chua nè, bột chiên và nước tương. Nếu chúng ta ăn, chúng ta rưới vào nó sẽ ngon hơn. Bột chiên thì chúng ta ăn nóng rất là ngon. Ông mình chiên như vậy là bao lâu là chín ông? Cái đó không biết được, 5 phút thì 10 phút thì được. Tùy vào cái lửa đúng không? Ngày ông bán ông tính khoảng được bao nhiêu phần của mình? Nói chung thì rất dễ. Trong trời mưa thì bán khó khăn hơn đúng không? Dạ. Thấy ngày nay, bữa nay ngày mưa mà ông vẫn đẩy xe ra bán mà. Ngày mưa gió hồi chiều tới giờ sao? Mưa gió bão thì vẫn cứ bán ở chỗ này không? Bà thì đứng phụ ông đem những cái bịch mà những
cái dụng cụ mà để bỏ vào mang cho khách mang về. À, khách kêu là quá rẻ, sao ông bà cụ không lên giá, nhưng mà ông bà cụ kêu là thôi lên giá thì sẽ mất khách. Họ hỏi ngoại sao không lên giá đi à? Lên là mất khách rồi ngoại. Dạ. Ông cứ hỏi là nó mua hoài biết giá rồi còn hỏi gì nữa, nó nói là cái gì bây giờ cũng lên hết rồi phải lên. Dạ. Thôi. Và nói chung là mình bán đây lâu năm rồi mà bây giờ mình lên nó cũng kỳ lắm. Đồng ý lên ngàn hai ngàn nó không tới đâu nhưng mà mất xong mất khách hết. Dạ mất khách. Cho nên không có lên. Dạ. Giữ giá vậy luôn. Lấy công làm lời thôi. Dạ. Chứ nhiều khi ở ngô Việt á tự nhiên nó lấy cái số đầu á lấy không cảm ơn cậu chín ủa cảm ơn nó lấy số đầu á nó lên nó hai trứng người ta 30 nó để giá 25 và một trứng người ta 20 nó để giá 18 ngô Việt á nó lên giá vậy nó xả giá vậy. Ngoài ra đây là chỗ đựng khô bò, bán khô bò của ông bà cụ đây. Đây là khô bò ở đây mình bán làm ở đây luôn hả ngoài. Nhưng mà ở đây á nói chung là gỏi với lại đồ là mình sâu đủ á, mình rách sâu đủ mình vào tự nhiên mình bán. À tự ngoài làm luôn. Dạ. Còn các nơi á là người ta bán gỏi ta ngâm qua phèn hạt hóa chất này kia nọ cho nó giòn đó. Còn ở đây không có ngâm vậy. Vào sao là để bán vậy, không có ngâm. Tại vì bây giờ ớn lắm. Bây giờ ngoài khô bò thì ngoài bán giá là sao? Cũng vậy 20 ngàn một phần. Dạ. Bò nè nó bò đen đàng hoàng chứ đâu ấy. Đâu rồi à, à cái này ngồi lấy hay là làm cho lấy gì tự làm luôn. Dạ cho nên là sáng ngày mò mẫm làm nước tương nước đồ là phải nấu á, không có làm bậy à. Nước tương nấu đường bây giờ nó rẻ chết mồ, nấu nước tương đường đồ vô đường phèn đó chứ đừng nấu mà hỏng quá ấy là nó không có ngon đâu. Dạ phải đường nước tương rồi hết xì dầu đồ vô nấu lên. Sáng nhà làm sáng ở nhà dậy lũi là làm ba này chứ đâu phải làm bậy đâu con. Làm là hết giờ luôn rồi. Ở chiều đấy. Hết giờ 12 giờ mấy 1 giờ làm xong á. Không đủ được. Cho nên á sao đủ người ta ngâm phèn hoặc là ta ngâm quá chất. Đúng không? Dạ. Ta thấy rồi ta sợ đó. Còn cái người nào mà ăn khách mà ăn gỗ quán ngoại ăn cái bột chiên này nè mà ăn từ khi ngoại mở cho đến tới giờ họ vẫn còn ăn không? Còn chứ. Trời ơi. Người ta ăn từ lúc mà ta còn nhỏ xíu á, bây giờ có chồng có con rồi á. Cũng lại ăn cũng hồn. Cũng lại ăn con nó cũng nói cho mình đâu có để ý đâu. Dạ. Nó nói con ăn từ lúc mà con còn nhỏ học sinh viên hoặc là học trần dân ơn này kia nọ mà bây giờ con đã có hai đứa con, có chồng có hai đứa con. Trời ơi. Có chứ. Có nhiều người ta ăn lâu năm rồi hoặc là người ta đi qua Mỹ hoặc là đi đâu á cũng về ăn ta về ta kiếm. Dạ về ta đi kiếm mà mình bán một góc đây chết ở đây luôn mà hồi xưa giờ nó kiếm tại vì hồi trước là bán trong nhà này. Dạ. Cho nên nó về á là nó vô nhà này là có liền. Còn bây giờ mình không có bán ở trong nhà mà mình bán ngoài đường 3 giờ mình mới dọn cho nên nhiều khi nó không biết cái giờ của mình. Dạ. Như 1 giờ 12 giờ nó lại nó đi kiếm. Ví dụ khách ở đây thì nói thì nó cứ chờ chờ hoặc nó đi đâu đó rồi chiều có nó quay lại. Dạ. Đủ vậy. Dạ. Trời ơi nước ngoài đi nhiều lắm. Như ông Kiên khoảng chưa tới 5 phút là đã có một phần đầy đủ cái bột chiên rồi. Đây rất là nóng hổi luôn nha mọi người. Như mọi người cũng đã thấy thì quán ông bà cụ ở đây thì chỉ có một cái xe bột chiên và có ba cái dù này là để đựng nhiều lúc mưa nắng đựng những cái
cho nó khỏi mưa gió. Như vậy là ông cậu đã bán được 31 năm tính thời điểm hiện tại. Nếu mọi người ai có dịp mà đến quận Nhất, ngay đường Phùng Khắc Khoan và giao lộ Điện Phủ thì ghé ủng hộ cho ông bà cụ một phần cũng được. Mình ăn mình thưởng thức cái bột chiên ở đây. Thì quán ông cụ đây là không có bảng hiệu nha, chỉ là lề đường ngay góc đường thôi.